Lần theo đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kết hợp với biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành vừa lật tẩy một đường dây chuyên lừa đảo người đưa đi xuất khẩu lao động với quy mô lớn. Các đối tượng bị bắt bao gồm Ngô Thu Lý, sinh năm 1983, trú quán tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Giáp Văn Trung, sinh năm 1978, trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, và Chu Ngọc Lâm, sinh năm 1982, trú tại xã Kiến Thành, huyện Yên Thành. Với những thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt, từ giữa năm 2013, các đối tượng đã cấu kết với nhau làm giả nhiều loại giấy tờ, hồ sơ, con dấu của Việt Nam, Hàn Quốc, Canada, sau đó về những vùng nông thôn hẻo lánh, lừa những người dân nhẹ dạ cả tin đang có nhu cầu cho con em đi xuất khẩu lao động. Để tạo thêm niềm tin với người dân, Ngô Thu Lý còn tự xưng mình là cán bộ làm trong cơ quan thanh tra chính phủ. Với nhiều chiêu thức và thủ đoạn, trong 6 tháng cuối năm 2013, chỉ tính riêng trên địa bàn Nghệ An, các đối tượng đã lừa gạt 39 hộ dân ở nhiều xã thuộc các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ, Hưng Nguyên cùng với số tiền trên 7 tỷ đồng. Hiện tại, Công an Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thu Lý, Giáp Văn Trung và Chu Ngọc Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.